chọn sáng tạo để phụng sự như lẽ sống của đời mình, một thanh niên thế hệ 9X đã cùng những bạn trẻ đam mê nghiên cứu khoa học hợp tác để tạo ra những sản phẩm hữu ích cho quê hương. Thưa quý vị, hôm nay 26 tháng 3 kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử đã có nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong thời chiến cũng như thời bình trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngày hôm nay, nhiều thanh niên bằng sức sáng tạo của tuổi trẻ đã mạnh dạn lựa chọn con đường mình theo đuổi để gây dựng cuộc sống cũng như làm giàu cho quê hương đất nước. Nhân ngày thành lập đoàn ngày hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một tấm gương thanh niên như vậy. Với tâm niệm chọn sáng tạo để phụng sự như là lẽ sống của đời mình, cỗ máy sáng tạo thế hệ 9X mà người dẫn đầu chính là Lê Minh Vương, trưởng nhóm thế hệ ưu tú, nơi tập hợp những bạn trẻ đam mê nghiên cứu khoa học cùng nhau hợp tác để tạo ra những sản phẩm hữu ích cho quê hương. Bắt đầu bằng đề tài nghiên cứu xử lý chất thải bùn ao tôm làm thức ăn nuôi chuồn quế từ thời sinh viên và có cơ hội làm việc cho công ty chuyên về chuồn quế lớn nhất ở Việt Nam. Sau hơn 10 năm miệt mài nghiên cứu, chàng trai gốc Ninh Thuận Lê Minh Vương quyết định trở về quê hương. Ngày ngày, chàng thanh niên này làm những công việc tạo ra phân chuồn quế, phát triển mô hình nông nghiệp tuần hoàn, góp phần cùng cộng sự của mình xây dựng chuỗi thực phẩm hạnh phúc và viết sách với mong muốn truyền kinh nghiệm cho bà con nông dân trên khắp cả nước. Tuổi trẻ không ăn vận cầu kỳ, cũng không chạy theo trào lưu ở phố thị. Ngày ngày, Minh Vương lăn lộn với những cỗ máy tạo phân hữu cơ vi sinh tự nhiên như thế này. Vương cho biết, mỗi mét vuông có khoảng hàng chục ngàn con trùng sinh sống. Thức ăn chính của chúng là phân bò, bên cạnh đó cũng có thể dùng phân cừu, phân heo. Nhờ enzyme được tiết ra trong quá trình tiêu hóa thức ăn, nên đi dọc các luống nuôi, gần như không có mùi phân bò tươi. Chuồn quế là cái hạng mục thứ tư, nó sẽ giúp xử lý những cái phụ phế phẩm, những cái chất thải của những cái hạng mục vườn, chuồn để biến nó thành những cái sản phẩm có giá trị cho nông nghiệp và cung cấp ngược trở lại cho cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn để làm sao giảm thiểu tối đa tác động đối với môi trường. Vương từng đạt giải nhì cuộc thi dự án khởi nghiệp năm 2015 với dự án sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh và kết hợp nuôi trùng quế từ bùn thải nuôi tôm thẻ chân trắng. Sau thời gian dài nghiên cứu, theo đuổi ngành trùng quế, chàng thanh niên sinh năm 1992 rời thành phố Hồ Chí Minh để quay về quê nhà Ninh Thuận, gắn bó với đồng ruộng. Và giờ đây, không chỉ làm nông nghiệp, hàng ngày Vương còn chăm bẩm viết sách với mong muốn truyền đạt kiến thức cho bà con nông dân. Này để có thể là tất cả mọi người không chỉ ở Ninh Thuận, ở Củ Chi mà có thể ở Bắc Cạn, Hà Giang, Vĩnh Long, những cái tỉnh thành khác của đất nước Việt Nam mình đều có thể có một cái nguồn tư liệu thực chiến. Và sắp tới là ngồi cái quyển sách kỹ thuật nuôi trùng quế ra thì tôi cũng đang cố gắng hoàn thiện và cho ra một cái đứa con tinh thần tâm huyết nhất, chứa đựng đầy đủ hội tụ những cái tinh hoa và chất xám của bản thân cũng như là cộng sự của mình. Đó là cái quyển nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng vườn ao chuồng trùng quế và du lịch trải nghiệm. Và hy vọng rằng nó sẽ là cái công cụ giúp không chỉ quảng bá được cái nông nghiệp bền vững mà còn có thể giúp cho những người nước ngoài, những người bạn quốc tế có thể hiểu được người Việt Nam mình có thể làm được và tạo ra những sản phẩm có thể tốt, chất lượng. Bỏ phố về quê không phải để Vương chạy trốn khỏi thành phố ồn ào, đầy cạnh tranh khốc liệt về ở ẩn, mà những thanh niên như chàng trai này đang về để khởi nghiệp với đất đai, tài nguyên cá sẵn nhưng chưa được khai phá, với mong muốn làm giàu cho quê hương. Và Vương chưa khi nào cảm thấy hối tiếc về sự lựa chọn có phần vất vả của mình. Giới trẻ bây giờ là họ thích những cái thứ gì đó hot và hiệu, thì cái đó là cái quyền lựa chọn của họ. Nhưng những ai mà thật sự đam mê và tâm huyết đối với cái mảng nông nghiệp thì nên suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì làm gì làm, cho dù chúng ta có giàu có hay là có sang chảnh cỡ nào nữa thì vẫn phải ăn. Cả thế giới này phải cần có cái tối thiểu nhất là phải có cái ăn. Mà ăn sạch, ở sạch thì chúng ta mới sống khỏe và hạnh phúc được. Thì nông nghiệp chính là cái bài toán, chính là chìa khóa để giúp chúng ta có cuộc sống hạnh phúc. Và những ai mà dấn thân vào nông nghiệp thì hãy tìm hiểu kỹ về nó. Bắt buộc phải có sự kiên nhẫn và tìm ra đúng được cái đam mê của mình.